Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Học tiếng Anh cùng cô Quế. Và ngày hôm nay, tiếp tục cùng đồng hành với các bạn học sinh lớp 3 thì cô sẽ hướng dẫn cho các em bài số 6, Unit 6, Stand Up. Và ở trong bài số 6 này thì nội dung chính chúng ta sẽ học về các câu lệnh mà các em thường gặp trong một buổi học tiếng Anh ở trên lớp. Thường thì các thầy cô giáo ví dụ như khi mời các em vào lớp hay là khi các em muốn xin phép ra ngoài này hay khi mình học bài, mình mở sách, gấp sách lại như thế nào, thì tất cả những cái câu mệnh lệnh như thế trong trong một buổi học bằng tiếng Anh của các em diễn ra như thế nào, thì buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ tất cả những phần đấy đó. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên đó là thường thì buổi học của chúng ta hay bắt đầu vào buổi sáng hoặc cùng lắm là buổi chiều đúng không nào? Và thường nếu mà vào buổi sáng thì giáo viên sẽ vào lớp và chào chào cả lớp là good morning. Và good morning có nghĩa là chào buổi sáng. Good là tốt, những cái điều tốt lành. Và morning, buổi sáng, một buổi sáng tốt lành hay là chào buổi sáng, mình sẽ đọc là good morning again. Good morning. Các em nhớ nhé, ở đây từ tốt mình đọc là good. Good. Và từ buổi sáng trong tiếng Anh là morning. Morning. Và cả cụm này chào buổi sáng, mình sẽ nói là good morning. Good morning. Ok. Tiếp theo, với câu lệnh là ngồi xuống đúng không nào? Ngồi xuống thì chúng ta sẽ có từ ngồi trong tiếng Anh là sit. Sit có nghĩa là ngồi và hướng xuống phía dưới. Các em có tưởng tượng nhé, khi mà mình ngồi xuống thì có phải mình đang đứng lên đúng không nào? Mình đang ở tư thế đứng này, sau đó mình từ từ di chuyển xuống và mình ngồi xuống ghế, thì cái chuyển động mà hướng xuống như thế mình sẽ dùng với từ down. Down cứ hướng xuống nhé, mình sẽ dùng với từ down. Và ngồi xuống thì mình sẽ dùng là sit down. Sit down. Ok. Rồi, tiếp theo và ngược kia với sit down chính là tên của bài ngày hôm nay đúng không nào? Stand up. Stand up. Và ngược nghĩa với ngồi mình có đứng đúng không nào? Ví dụ mình đang ngồi này và mình đứng lên. Thì từ đứng trong tiếng Anh là stand. Stand có nghĩa là đứng. Tiếp theo, up. Up có nghĩa là hướng lên đúng không nào? Up là hướng lên. Down là hướng xuống. Và chuyển động từ lúc mình ngồi đến lúc mình đứng lên thì mình dùng cái từ up. Và cả cụm từ đứng lên trong tiếng Anh mình sẽ dùng là stand up. Stand up. Và khi nói liền thành một hơi thì mình sẽ có hiện tượng nối âm ở đây. Và các em thường sẽ nghe thấy các thầy cô hay nói là stand up. Stand up. Ok. Lớp mình cùng nói lại một lần nữa với cô nhé. Mình có hai chuyển động đầu tiên mà chúng ta sẽ học hai câu lệnh đầu tiên. Thứ nhất mình có ngồi xuống là sit down. Sit down. Và đứng lên mình sẽ dùng là stand up. Stand up. Very good. Next, tiếp tục ạ. Rồi, khi mà cô đứng ở gọi là đứng ở xa đúng không nào? Ví dụ như là gọi em lên bảng và các em hoặc là các em mà lại gần đây một chút chẳng hạn. Thế thì mình sẽ dùng câu là come here. Come here. Come có nghĩa là tới, tới gần một cái vị trí nào đấy. Đấy chưa nào? Come nghe tới là đến gần. Còn here nghĩa là ở đây. Đây, đây so với vị trí của cái người nói. Ví dụ, cô đang ngồi ở đây đúng không nào? Tức là ở vị trí tại cái ghế này, tại căn phòng này thì đây gọi là đây đúng không nào? Còn nếu mà ở ngoài kia nơi mà đang có một cái kẻng đổ rác đang kêu thì nó là ở ngoài kia cơ, mình sẽ không dùng là here. Chỉ có ở trong này, chỗ mà cô đang ở đây thì là here. Em nhớ nhá, ở đây là so với cái người nói đây này. Thấy chưa nào? Rồi, mình có từ come nghĩa là đi đi tới, và tới đây lại đây thì mình sẽ dùng với từ cả cụm là come here. Again, come here. Come here, come here. Ok. Tiếp theo. Rồi, hành động rất là quen thuộc của các em đúng không nào? Bao giờ cũng thế, khi mà bắt đầu vào lớp và bắt đầu buổi học thì chúng ta cũng cần phải lấy sách vở ra. Và mình có cả cụm từ mở sách của bạn ra sẽ là open your book. Rồi, chúng ta cùng làm rõ một số từ mới ở trong câu ở cái cụm này nhé. Đầu tiên từ có từ mình có từ mở trong tiếng Anh là open. Open.
chắc chắn là không có nhiều bạn là bị lạ với từ này đâu, đúng không nào? Từ này khá là quen thuộc và phổ biến khi mà các em vào bất kỳ một cửa hàng nào mình mua sắm đồ chẳng hạn, thì ở trước cửa họ có thể sẽ treo một cái biển là open, nghĩa là đang mở cửa. Thế chưa nào? Và từ mở trong tiếng Anh là open. Open. Ok. Tiếp theo của bạn là your. Your. Miệng hơi cong ra bên ngoài một chút xíu, môi cong ra này, và lưỡi bên trong mình cuộn lại nhé. Các em nói lại cùng với cô nhé. Của bạn trong tiếng Anh là your. Đúng rồi, your. Very good. Tiếp theo, từ quyển sách trong tiếng Anh đó là book. Book. Hãy nhìn vào quyển sách này nhá và đọc tên nó là book. Rồi, quyển sách này có tên trong tiếng Anh đấy, đúng không nào? Ok, mình có cả cụm. Sách của bạn sẽ là your book. Your book. Ok. Và mở sách của bạn ra. Open your book. Open your book. Very good. Các em nhớ lưu ý là mình sẽ ghi lại toàn bộ cả từ phiên âm và nghĩa của các cụm từ và các từ mới này xuống vở của mình nhé. Thì bất kỳ lúc nào khi mà mình có bị quên mất thì mình chỉ cần mở vở ra mình xem là được, được không nào? Tiếp theo, thì bây giờ ngược nghĩa với từ mở sách, mình có từ gấp sách lại, đóng sách lại sẽ là, đúng rồi đấy, close. Close your book có nghĩa là gấp sách lại hay là đóng sách lại. Mình có từ close. Close có nghĩa là đóng lại một cái gì đó, đóng cửa mình cũng là close đúng không, hay là cửa hàng mà đóng lại mình sẽ dùng cái từ này, được chưa nào? Và mình có gấp sách lại sẽ là close. Sách của bạn là your book. Cả cụm nhé. Gấp sách của bạn lại sẽ là close your book. Thế còn mở sách ra là gì nhỉ? Đúng rồi. Open your book. Đóng sách lại là close your book. Very good. Các em cùng ghi xuống từ mới này vào vào vở của mình nhé. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ vào tình huống cụ thể được không nào? Trong lớp của thầy Lộc, khi mà thầy vào lớp và chào các bạn bằng tiếng Anh đúng không nào, thầy sẽ chào là, à cô xin lỗi, khi cả lớp sẽ chào thầy Lộc trước được không nào? Rồi cả lớp sẽ cùng chào thầy Lộc trước nhá. Chào buổi sáng thầy Lộc, mình sẽ nói là good morning Mr. Lộc, good morning Mr. Lộc. Ok. Hoặc là khi mà cô giáo, các cô giáo của các em vào lớp, em biết bạn đã biết tên của các cô rồi, thì hoàn toàn có thể chào là good morning cộng với tên của các cô. Ví dụ các em có thể chào, ví dụ với thầy Lộc là nam thì mình chào là Mr, danh xưng là Mr, có nghĩa là quý ông quý ngài hay là thầy cô, à, thầy thầy giáo đúng không nào? Tuy nhiên với các cô giáo thì các em có thể dùng là Miss hoặc là Mrs đối với những cô mà đã lập gia đình rồi, thấy chưa nào? Rồi, các em nhớ nhé, mình sẽ cùng nói lại câu này. Khi mà thầy Lộc bước vào lớp và cả lớp chào thầy Lộc bằng tiếng Anh sẽ là Good morning, Mr. Lộc. Very good. Và thầy Lộc sẽ chào lại cả lớp, đúng không nào? Từ lớp học sẽ là class. Class. Class có nghĩa là cả lớp, tức là tất cả các học sinh ở trong lớp. Thế chưa nào? Ví dụ mình có lớp 3A, lớp 4A, lớp 5A chẳng hạn, đúng không nào? Thì các lớp đấy và chỉ các em học sinh ở trong lớp mình đã dùng cái từ class. Class. Rồi và mình và thầy muốn nói chào buổi sáng cả lớp thì thầy Lộc sẽ nói là good morning class. Good morning class. Very good. Next, tiếp theo. Rồi, vẫn là câu lệnh. Khi mà cả lớp đang đứng lên chào thầy Lộc đúng không nào, thì thầy Lộc mời cả lớp ngồi xuống. Ví dụ trong tiếng Việt thì để lịch sự thì mình sẽ dùng cái từ mời đúng không nào? Tuy nhiên trong tiếng Anh thì họ không dùng từ mời mà họ sẽ dùng từ please. Please. Và nó đặt ở cuối câu, được chưa nào? Thầy Lộc sẽ bảo các em ngồi xuống sẽ là sit down, ngồi xuống. Please và thêm từ please ở đằng sau để tỏ sự lịch sự của mình, mời theo một cái cách nó trang trọng một chút, được không nào? Và nó không phải là một câu ra lệnh cho người khác mà là một câu mời ai đó làm gì. Thế chưa ạ? Rồi bây giờ mời các em ngồi xuống thì thầy Lộc sẽ nói là sit down please. Again. Sit down please. Và các em nhớ nhá. Nếu mà khi mà mình muốn nói chuyện với một ai đó này và mình không phải, bởi vì mình thường nói chuyện thì mình sẽ không thể nào nói theo kiểu ra lệnh người khác được, mà mình sẽ cần phải thể hiện sự
sự tôn trọng với họ. Nên thường người bản xứ sẽ dùng cái từ please đặt ở cuối các câu mệnh lệnh như thế này. Những câu mà không có chủ ngữ, không có cái gì ở đầu ấy, không có chủ ngữ ở đầu, không có tên người hay không có một ai đó ở đầu câu thì gọi là một câu mệnh lệnh. Nó chỉ có động từ thôi, động từ ngồi đúng không ạ? Và ngồi xuống là sit down. Và để thể hiện sự lịch sự thì người ta dùng thêm từ please ở cuối câu. Để trên nào em nhớ nhá, đừng quên dùng từ này nhá, nếu không nào. Rồi kể cả khi mà nói chuyện với các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô giáo, mình chắc chắn là phải có từ please. Hay là nói chuyện với bạn bè của mình hoàn toàn là dùng cái từ này, đấy chứ nào. Giờ nữa mình còn nói lại một lần nữa nhé. Mời các em ngồi xuống thì thầy Lộc sẽ nói là sit down please. Sit down please. Very good. Tiếp theo. Rồi các em tỉnh, hãy tưởng tượng là bây giờ trong trong lớp của mình, tình huống ở trong lớp là khi mà lớp vừa mới vào và các bạn chưa ổn định chỗ ngồi cho lắm chẳng hạn, hoặc là trong lúc mà thầy đang giảng bài thì có một số bạn đang hơi mất trật tự một chút xíu đúng không nào? Thì thầy Lộc sẽ nhắc các bạn là hãy giữ trật tự, hãy giữ yên lặng. Trong trường hợp này thì mình sẽ dùng là be quiet. Rồi từ quiet có nghĩa là yên lặng, yên tĩnh, được chưa nào? Và be quiet là một câu lệnh, có nghĩa là hãy giữ trật tự, hãy yên lặng để trong lớp của mình có thể học tiếp, được chưa nào? Rồi, thì bây giờ mình cùng nói lại một lần nữa nhé. Cả cụm từ giữ trật tự sẽ là be quiet. Từ yên lặng và yên tĩnh có hai âm tiết, các em nhớ nhé. Quiet và ut. Quiet. Quiet. Đấy chưa nào? Và cả cụm từ này mình sẽ đọc là be quiet. Be quiet. Và ngoài cách nói là be quiet thì các thầy cô hoàn toàn là nhắc mình là don't talk. Rồi, don't có nghĩa là không. Không, được chưa nào? Talk nghĩa là nói chuyện. Ví dụ như hai bạn mà nói chuyện riêng gây mất trật tự trong lớp ấy, thì thầy cô thì nhắc các bạn là không nói chuyện nữa. Mình sẽ nói là don't talk. Don't talk. Rồi từ don't tại cùng là âm T, từ talk lại bắt đầu bằng âm T. Thế nên khi mà nói liền một hơi thì đó, hai âm T này sẽ được dính lại với nhau. Và bình thường mình không nói tách hai từ này ra là don't và talk, và mình sẽ nói liền lại là don't talk. Again, don't talk có nghĩa là không nói chuyện nữa, đúng không nào? Và nó bằng với câu giữ trật tự là be quiet. Be quiet. Ok. Rồi, tiếp theo, bây giờ chúng ta vào tình huống cụ thể nhá. Thầy Lộc sẽ nhìn thấy hai bạn nam, đúng không? Thầy Lộc đã nhìn thấy hai bạn nam nói chuyện với nhau. Thì bây giờ thầy Lộc sẽ nhắc là à, các em nam hãy giữ trật tự. Thầy sẽ nói là be quiet boys. Be quiet boys. Ok. Tiếp theo. Sir, ở đây các em nhìn thấy không? Sir là danh xưng mà các bạn dành cho thầy. Sir nghĩa là thầy hay là ngài. Ví dụ như ở nước Anh thì có thì những cái người mà được phong, được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ thì sẽ được gọi là sir, được đệm thêm từ sir thay vì ví dụ như là Mr. Lộc thì có thể gọi là Sir Lộc chẳng hạn. Nếu như thầy Lộc được phong tước hiệp sĩ ở nước Anh, được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ chẳng hạn, thì ví dụ như các bạn nào mà xem bóng đá chẳng hạn, ví dụ các bạn nam mà các em hay xem bóng đá thì có thể biết được là à, có Sir Alex Ferguson của đội Manchester United là huấn luyện viên trưởng của đội MU đúng không nào, đã được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ cho những đóng góp của mình cho bóng đá của nước Anh. Và ông Alex Ferguson đã được phong tước hiệp sĩ và được gọi thêm từ Sir ở đằng trước tên của ông ấy. Thế nên thường người ta hay gồm hay hay gọi ông ấy là Sir Alex hoặc là Sir Alex Ferguson. Ok. Rồi, thế bây giờ đây là cái này thì chưa phải là một cái tước hiệu của thầy Lộc, nhưng mà đối với các bạn nhỏ, các bạn học sinh trong lớp thì các bạn sẽ gọi thầy, có thể gọi thầy như thế này nhé. Đấy chưa nào? Thưa thầy chẳng hạn thì họ mình có thể gọi là Mr. Lộc hoặc là Sir. Ok. Giờ chúng ta cùng nói lại nhé. Và khi mà hai các bạn nam đang nói chuyện với nhau này và bị thầy Lộc nhắc mà là hãy giữ tự giữ yên lặng đúng không nào, thì các bạn ấy nói xin lỗi, chúng em xin lỗi thầy đúng không nào, thì bạn ấy sẽ nói là sorry sir. Again,
Sorry, sir. Sorry có nghĩa là xin lỗi. Và em xin lỗi thầy mình sẽ dùng là sorry, sir. Right. Tiếp theo, bây giờ khi cô giáo hướng dẫn cho các bạn ở trên lớp này và yêu cầu các bạn là lấy sách vở ra và mở sách ra để học, đúng không nào? Thì cô sẽ nhắc là open your book, please. Open your book có nghĩa là mở sách của bạn ra, đúng không nào? Và từ please là mời các em mở sách ra để học, được chưa nào? Và chúng ta hãy cùng nói lại nhé. Mời các em mở sách ra thì mình sẽ dùng là open your book, please. Very good. Ok, tiếp theo. Thế còn gấp sách lại là, đúng rồi, close your book. Và mình cũng thêm từ please. Thế thì mình khi mà cô giáo muốn mời các em học xong rồi thì mình sẽ gấp sách lại. Hoặc là đến giờ kiểm tra đúng không nào, mình sẽ phải gấp sách lại. Thì mình sẽ nói là close your book, please. Rồi, giả sử cô là cô giáo đúng không? Cô nói nhắc các em, à, đến giờ kiểm tra rồi. It's time for the exam. So, close your book, please. Ok. Tiếp tục, mình cũng ôn tiếp nhé. Và khi mà cô muốn nhắc, à, các em hãy giữ trật tự, giữ yên lặng, thì cô sẽ nói là, đúng rồi, be quiet, please. Again, be quiet, please. Very good. Next one, tiếp theo. Và tiếp theo này, khi mà mình muốn mời ai đó ngồi xuống, đúng không nào? Ví dụ như các em học sinh mà đứng lên, đầu giờ đứng lên chào thầy cô giáo và các thầy cô, sau khi chào xong sẽ mời các bạn, mời cả lớp ngồi xuống, thì các thầy cô sẽ nói là sit down please. Sit down please. Và ngược nghĩa với từ sit down, stand up. Ví dụ mình có một hoạt động nào đó trong lớp và mình cần phải đứng lên thì mình mới học được hoặc là mới chơi được, thì mình sẽ dùng là stand up please. Stand up please. Good job. Tiếp theo một tình huống nữa, khi mà các bạn mà ở xa này và cô muốn gọi các em là hãy đến gần, hãy lại gần, tiến lại gần, trộm về phía cô, đúng không nào? Lại đây nào chẳng hạn, thì cô giáo sẽ nói là come here please. Come here please. Nghĩa là các em hãy lại đây nào, đúng không nào? Rồi, và đấy là toàn bộ những phần từ mới trong bài số 6, phần 1. Còn bây giờ thì cô sẽ cùng với các em mình sẽ chuyển đến phần chữa các bài tập ở trong cuốn sách này nhé. Ok, rồi, và trước khi bắt đầu vào phần đầu tiên, chúng ta hãy nhìn qua một lượt để nắm rõ nội dung của phần này. Ở phần số 1, vẫn như thường lệ đúng không nào? Look, listen and repeat. Các em sẽ cùng nhìn vào các bức tranh này, lắng nghe audio và cùng nhắc lại các câu theo audio, được chưa nào? Ok. Are you ready? Các em sẵn sàng chưa? Mình cũng bắt đầu nghe nhé. Unit 6. Stand up. Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Good morning, Miss Villa. Good morning. Good morning, class. Good morning, sit class. Sit down, please. Sit down, please. B. Be quiet, boys. Be quiet, boys. Sorry, sir. Sorry, sir. Activity 2. Point, say, and do the actions. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng đến với hoạt động số 2. Point, say, and do the actions. Có nghĩa là mình sẽ cùng chỉ vào các bức tranh ở dưới đây. Được chưa nào? Sau đó mình sẽ luyện nói lại các câu, ví dụ như come here, don't talk, open your book, close your book, và cùng làm theo các hoạt động. Các em cùng thử luôn nhé. Ví dụ bây giờ khi mà audio đến bức tranh nào thì các em hãy cùng nói lại theo bức tranh đó và mình cùng làm hoạt động đấy luôn, được không nào? Chúng ta cùng bắt đầu làm luôn nhé. Stand up. Stand up, đứng lên nào. Page. Rồi, tiếp theo. Come here, come here. Rồi. Don't talk. Shh. Okay. Open your book. Close your book. Okay. Very good. Rồi, các em làm rất là tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với hoạt động số 3. Let's talk. Rồi, hãy cùng nhìn vào phần này nhé. Ở hoạt động số 3 này, chúng ta sẽ điền vào chỗ trống những từ còn thiếu. Và mình cùng tập nói lại các từ này, các em đồng ý không nào?
Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi, ở bức tranh đầu tiên. Ok. Ví dụ này, ở đây mình có ví dụ. Khi mà cô Hiền muốn nói từ don't và để tay như thế này có nghĩa là hãy. Đúng rồi, giữ trật tự hay là không mà nói chuyện, đúng không nào? Mình có từ không nói chuyện riêng là gì nhỉ? Very good. Don't talk. Don't talk. Shh. Đúng không nào? Tiếp theo. À, thầy Lộc đang gọi một bạn học sinh lại gần thầy, đúng không nào? Mình sẽ nói là come here please. Come here please. Thế thì từ còn thiếu ở đây là từ come, đúng không nào? Từ còn thiếu ở trên này là từ talk. Rất là đơn giản, đúng không? Tương tự như thế các em lại làm cho bốn bức tranh ABCD nhé. Mình cũng bắt đầu bức tranh đầu tiên, bức tranh A. Các em nhìn thấy không? Quyển sách ban đầu đang đóng này và nó đang được mở dần ra, đúng không nào? Thế thì mình sẽ có câu lệnh là mời các em mở sách ra, mình sẽ nói là đúng rồi, open your book. Mình đã điền từ open vào chỗ trống ở câu A, đúng không nào? Tiếp theo, đến câu B thì sao nhỉ? Câu B bạn ấy đang ngồi và đang có xu hướng đứng lên. Tức là thầy cô đang gọi bạn ấy đứng lên, đúng không nào? Thế thì thầy cô sẽ nói là stand up please. Chính xác. Hãy mời các em đứng lên, đúng không nào? Stand up please. Thế thì đáp án ở câu B này là từ stand. Tiếp theo đến câu số 3, câu C. Quyển sách đang mở ra và có xu hướng gấp lại, đúng không? Thì mình có cả cụm đóng sách lại, gấp sách lại sẽ là chính xác. Close your book, please. Close your book, please. Thế thì đáp án ở câu này sẽ là từ close. Ok. Và cuối cùng, câu D nào. À, các bạn ấy đang ngồi xuống này. Bạn ấy có thể bạn ấy chưa được đang đứng mà bây giờ đang có xu hướng ngồi xuống, đúng không nào? Mình có các cụm là mời ngồi xuống sẽ là sit down please. Thế thì ở đây mình sẽ điền từ sit vào ô trống, đúng không nào? Sit down. Ok, good job everyone. Tiếp theo mình sẽ cùng đến hoạt động số 4 nhé. Listen and tick. Các em sẽ lắng nghe audio này, sau đó xem hoạt động nào được nhắc đến. Ví dụ ở câu số 1, hình như là các bạn đang chuẩn bị đứng lên hoặc ngồi xuống, đúng không nào? Câu B thì là định mở sách ra, câu C thì là định đóng sách vào, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta cùng nghe xem ở câu số 1 audio nào được nhắc đến nhé. 41. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick. 1. Good morning, boys and girls. Good morning, Mr. Locke. Sit down, please. Các bạn đang ngồi xuống, đúng không nào? Thế thì suy ra đáp án ở câu số 1 sẽ là... Rồi, chính xác, bức tranh A. Ok, bức tranh A, bức tranh đầu tiên. Sit down, please. Mời em ngồi xuống. Thế thì đáp án ở câu này chính là câu... Đáp án ở câu 1 là bức tranh A, đúng không nào? Tiếp theo, đến câu số 2. Chúng ta cùng xem một chút nhé. Câu số 2. Câu số 2 mình sẽ có 3 bức tranh này. Một là bức tranh cô Hiền bảo bạn ấy hãy mở sách ra. Bức tranh B là gì đấy nhỉ? À, gọi bạn ấy lại gần, gọi bạn ấy lại gần. Và bức tranh C là bảo cả lớp giữ trật tự, đúng không nào? Chúng ta hãy cùng nghe xem câu nào được nhắc đến, bức tranh nào được nhắc đến trong câu số 2 nhé. Be quiet, boys. Be quiet, boys. Sorry, Miss Hiền. Sorry, Miss Hiền. Rồi, thì đáp án ở câu số 3 chính là đáp án C, đúng không nào? Đáp án C chính là đây, câu bức tranh số C, đúng không? Bây giờ mình cùng chuyển đến câu số 3 nhé. Câu số 3, 3 bức tranh các em nhìn lại nào. Ở bức tranh A là hình gì đây? À, cũng là hình mà các bạn đang nói chuyện riêng và thầy Lộc đang nhắc giữ trật tự, đúng không nào? Tiếp theo, ở câu B thì sao nhỉ? Em nhìn thấy mũi tên không? À, mũi tên đang định bảo mở sách, à, định đóng sách lại, đúng không nào? Vì là quyển sách thì đang mở ra, mũi tên thì đang hướng như thế này. Có nghĩa là thầy đang bảo bạn Linda là đóng sách lại. Tiếp theo, câu C thì sao nhỉ? Câu C là trong lúc cả lớp đang chuẩn bị đi ra về thì thầy có gọi bạn ấy quay lại gần đây. Thế thì các em hãy cùng nghe xem ở câu 3 audio, mình nghe audio và xem bức tranh nào được nhắc tới nhé. 3. Goodbye, Mr. Locke. Goodbye, class. Linda, come here, please. Goodbye, class. Linda, come here, please. Rồi, đáp án sẽ là câu C, đúng không nào? Đáp án ở câu số 3 sẽ là bức tranh C. Good job, everyone. Rồi, các em làm rất là tốt.
Bây giờ mình sẽ cùng chuyển đến với hai hoạt động cuối cùng nhé. Đó là hoạt động số 5 và số 6. Ở hoạt động số 5 các em nhìn nhé. Look, read and write. Mình sẽ cùng nhìn vào các bức tranh này, đọc nó lên và mình sẽ ghi đáp án xuống. Các em hãy cùng nhìn các bức tranh nhé. Ở đây là bức tranh là đáp án gì đấy nhỉ? Bạn ấy đang chuẩn bị mở sách ra đúng không nào? Thế thì mình sẽ đến từ open ở đây đúng không? Open your book please. Tiếp theo câu số 2 thì sao? Be quiet. Very good. Be quiet please. Rồi, hãy giữ trật tự. Câu số 3 là gì nhỉ? Cuốn sách đang mở ra và bây giờ mũi tên của nó đang hướng để đóng lại. Suy ra mình sẽ nói là đóng sách của bạn lại sẽ là gì nhỉ? Đúng rồi đấy. Close your book please. Very good. Next, tiếp theo, câu số 4 nào. Bạn ấy đang đứng và có xuống định ngồi xuống. Thì mình có cả cụm từ ngồi xuống là sit down please. Very good. Sit là ngồi, các em còn nhớ không nào? Tiếp theo, câu số 5. Cô đang vẫy tay lại gần đây đúng không? Thế thì mình sẽ có cả cụm lại gần đây là come here please. Very good. Và cuối cùng bức tranh số 6. Bạn ấy đang chuẩn bị đang ngồi chuẩn bị đứng lên đúng không nào? Mình sẽ có cả cụm đứng lên là đúng rồi đấy. Stand up. Stand là đứng đúng không nào? Đứng lên sẽ là stand up please. Ok, bài tập số 5 thì khá là đơn giản đúng không nào? Mình cùng đến với phần số 6 và cuối cùng nhé. Let's play. Các em có biết đến trò chơi này không? Simon Says. Đây là trò chơi Simon Says. Cô sẽ giới thiệu cái luật chơi của trò này một chút xíu nhé. Sau đó các em hoàn toàn có thể chơi một nhóm, có thể từ 5-6 bạn trở lên cùng với nhau. Rất là vui khi mà chơi trò này luôn. Rồi, các bạn sẽ đứng thành một vòng tròn như thế này này. Sau đó sẽ có một bạn đứng ở giữa. Và bạn đứng ở giữa sẽ có một câu lệnh là Simon says. Ví dụ, Simon says stand up. Tức là Simon bảo là hãy đứng lên. Thì cả lớp sẽ đứng lên. Tuy nhiên nếu như không có cụm từ Simon says ở đầu thì bạn ấy nói gì đi cho nữa, các bạn cũng nhớ là mình sẽ không làm gì cả nhá. Còn nếu bạn nào mà vi phạm quy tắc đấy thì bạn ấy sẽ bị thua và sẽ là người lại phải vào vòng tròn ở giữa này, đứng ở giữa và phải dẫn trò chơi tiếp. Còn bạn ở giữa này sẽ thắng và lại được đi ra ngoài. Đấy chưa nào? Các em hiểu cái cách chơi trò này chưa? Trò này khá là thú vị đấy. Nó sẽ có một số đoạn lừa, đoạn trick rất là thú vị luôn. Ví dụ như là Simon says stand up, Simon says sit down. Sit down. Ví dụ nếu mà còn nói sit down không như thế mà không nói từ Simon says ở trước thì các em đừng ngồi xuống nhá, mà mình sẽ phải đứng yên chẳng hạn. Ok, đấy chưa nào? Thế thì các em hoàn toàn này chơi một nhóm với nhau trò này rất là vui, hoặc là nhờ các thầy cô giáo ở trên lớp tổ chức hoạt động và cho các em chơi trò này ở trên lớp nhé. Còn bài buổi ngày hôm nay chúng ta đã học xong bài số 6 phần 1 ở đây rồi, và buổi hôm sau chúng ta sẽ học tiếp phần số 2. Các em hãy lắng nghe kỹ phần số 2, chuẩn bị bài và từ mới trước để hôm sau mình có thể học hiệu quả nhất nhé. Còn bài học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây rồi. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào chương trình lần sau nhé. Goodbye, see you next time.